hướng tới trở thành một tổ chức bao gồm các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, phát triển các sản phẩm công nghệ cao trên thế giới để hỗ trợ công ty mẹ trở thành một Green Tech Company. Tạo ra các sản phẩm công nghệ với chất lượng tốt bằng việc các member có thể tự thực hành, tự phấn đấu và đảm bảo 4 quy chuẩn chất lượng ACTS: Action, Communication, Thinking and Judgment, Speech.